Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn và anh chị cách thay nhông sấy trong rulo sấy của máy Kiko 2060-2075 MB 6,5-7,5 MB 6,5-7,5 8,000 MB 6,001-7,001 vân vân. Thì ở đây cái trường hợp này thì ở đây các bạn anh chị thấy cái nhông sấy nó bị bể. Thì nó bị bể nó sẽ chạy trước bộ phận này, nó kẹt giấy, nó không có quay được cái cây rulo sấy ở đây. Thì bây giờ mình tiến hành cách thay cái nhông sấy ở đây. Đầu tiên mình mở cuộn cuộn hai ốc, lấy cuộn ít dầu ra. Mình mở cái nắp ở đây, mình mở cái nắp sấy ra. Đây cho một ốc mình lấy ra. Rồi. Mình mở cái bát này ra, nó có 3 ốc. Bắt nhiệm ở đây ra. Mình rút cái con xe son ở đây ra. Mình sẽ để đây ra. Rồi. Ở đó mình mở một ốc ra. Để mình lấy cái bát này ra. Nó còn một con ốc nữa. Sau đó mình sẽ lấy cái bát này ra. Đây nha các bạn anh chị, nghe cái bát này. Rồi mình lấy cái bát này ra. Rút hai cái chốt đèn này ra. Còn trên cái máy 2060-2075 và MB 6,5-7,5 thì ở đây nó còn một cái giác đèn màu trắng nha các bạn anh chị. Còn cái dòng này là 6,000-7,000 tương đương với cái MB 6,001-7,001. Sau đó mình sẽ bật hai cái bát này xuống, bên phải một cái, bên trái một cái, Rồi. Bây giờ mình tiến hành mình mở cái bát này ra, mình thay nhông. Ở dưới đây nó có một con ốc. Để mình mở cái phe này thì mình cần một cái kìm mở phe. Còn riêng cái thằng 6060-2075 nó sẽ có một cái dòng nó là cái phe kẽm này, thì mình chỉ dùng tay mình lấy ra thôi. Sau đó mình lấy cái phe này ra. Nếu mà các bạn và anh chị mà xài máy 2060-2075 mình được kiếm được cái phe này á, thì mình xài cái cặp cọc thiết bên đây nó không bị mòn, nó không bị rớt rulo. Các bạn và anh chị chú ý. Sau đó mình tiến hành thay nhông sấy. Nhông sấy thì nó có hai bề, ở đây nó có hai cái dấu chấm nè, thì mình nằm cho bề ngoài, nằm bề ngoài mình để vô. Rồi mình để sát rồi, bây giờ mình tiến hành mình bóp phe lại. Khi mình bóp phe thì mình cái tay bên đây này mình đẩy cái đu lô
cho sát bên đây. Rồi mình bóp phê vô. Rồi mình nếu mà nó chưa vô mình đẩy cho nó vô khớp. Ở đây nó có đường rãnh cho cái phê nó vô khớp. Rồi, sau đó mình sẽ bắt cái bát này lại. Thì ở đây các bạn anh chị chú ý, ở đây thì cái chữ B lưu tương đương với màu xanh dương. Green tương đương với màu xanh lá cây. Còn quay là tương đương là màu trắng đối với cái dòng Ricoh 2060-2075 MB 650-750. Thì mình để vô. Cái này các bạn anh chị khoan bắt ốc vô, mình phải canh hai cái lỗ bên đây nó vô khớp, đồng thời hai cái lỗ bên đây nó cũng phải vô khớp, mình cho nó vô khớp đây, chứ không thôi mình gáp vô mình siết ốc nó sẽ bị gãy đèn của mình. Hai cái đèn bên trái mình nó phải vô khớp hai cái lỗ này, đồng thời bên phải nó cũng phải vô hai khớp thì mình mới siết ốc, chứ mình thấy bên đây vô khớp mà bên đây chưa có vô khớp mình siết ốc chặt nó sẽ gãy cái đèn. Các bạn và anh chị chú ý là cái con này mình nên kỹ lưỡng chút xíu, là bên trái nó phải vô hai cái bát đây, nó phải vô hai bát đây, bên phải nó cũng phải gì, rồi bên trái nó vô hai cái bát đây, bên phải cái bát hai cái đèn nó cũng phải vô cái bát này. Ví dụ nó vô hết hai bên như vậy thì mình hãy tiến hành siết ốc, chứ mình nó bên kia bên đây vô mà bên kia chưa vô mà siết ốc nó sẽ bị gãy đèn. Các bạn nhận ý chú ý. Sau đó mình sẽ tiến hành cắm dây lại. Xanh dương ra xanh dương, xanh lá cây ra xanh lá cây. Rồi, ở đây nó có cái móc thì mình cho cái bát này. Ở đây nó có một cái móc thì mình cho vô cái lỗ ở đây. Rồi, khi mình cho vô cái lỗ mình đẩy sang bên trái. Nó sẽ vô khớp ha. Đồng thời cái này cái miếng sắt này nó phải nằm trên cái bát sườn của bộ sấy mình, các bạn anh chị chú ý nha. Ở đây nó phải vô cái lỗ đây để rồi. Khi các bạn anh chị mà gắp xong cái bát này mình nhớ là cắm cái chân so chữ D vô, mình không cắm thì khi mình bắt máy vô mình gắp bộ sấy vô nó sẽ báo D. Rồi. Sau đó mình sẽ nhét hai cái dây điều đây. Bắt cái bát nhôm đây. Các bạn anh chị nhớ đi dây cho nó gọn chứ không nó bị cắn dây. Đó mình tiến hành bắt cái bát này lại. Đây nó có ba ốc. Mình đẩy ở đây. Xong mình sẽ bật hai cái lò xanh, hai cái bát này lên, mình sẽ đẩy về bên tay trái, mình đẩy lên, cái này đẩy về bên tay phải, đẩy lên cho nó sát vô. Sau đó mình sẽ bắt cái nắp này lại. Các bạn anh chị chú ý ở đây nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ, thì cái lỗ này nó phải nằm dưới cái miếng thép ở đây chứ không được nằm trên đây, nằm dưới cái miếng thép này.
bước cuối cùng là mình sẽ bắt lại cái cùng ướp dầu. Đây nó có hai cái móc, hai bên nó có hai cái móc, thì nó nằm cái móc nó nằm vô vị trí này. Bên đây cũng vậy. Chúc các bạn và anh chị thành công, xin chân thành cảm ơn.